channel của mình. Và chủ đề của ngày hôm nay mình sẽ nói về đó chính là bài thi Life in the UK. Vậy thì Life in the UK là gì và làm sao để đăng ký bài thi này? Life in the UK là một bài kiểm tra ngắn và mục đích của nó là để kiểm tra xem người làm bài có đủ điều kiện để làm một công dân UK hay không, hoặc là họ có thể sống ở UK hay không, cũng như là thích nghi với cuộc sống ở bên Anh. Bạn sẽ không phải thi nếu mà bạn dưới 18 tuổi hoặc là trên 60 năm tuổi, hoặc bạn đã vượt qua bài thi này rồi, hoặc là bạn có một căn bệnh mãn tính về tinh thần và sức khỏe. Bài thi này sẽ có 24 câu hỏi và bạn sẽ phải trả lời trong vòng 45 phút. Vì nó sẽ nội dung về của bài thi nó sẽ về truyền thống và phong tục tập quán, cũng như là kiểm tra kiến thức của bạn về tiếng Anh. Nó sẽ có 4 loại câu hỏi ở trong bài thi. Một loại câu hỏi đầu tiên nó sẽ là chọn câu trả lời đúng. Dạng câu hỏi này khá là phổ biến, thì bạn sẽ phải trả lời, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn và chỉ có một đáp án là đúng. Loại thứ hai đó là đúng hay sai. Đối với dạng câu hỏi này thì bạn sẽ có hai sự lựa chọn, đúng hoặc sai. Câu hỏi có nhiều câu trả lời đúng thì trong dạng câu hỏi này thì bạn sẽ có hai đáp án đúng và bạn phải chọn đúng cả hai thì mới được tính điểm. Và cuối cùng là chọn câu đúng, thì câu hỏi này sẽ cho bạn hai câu hỏi, hai câu nói và bạn sẽ phải chọn một câu đúng. Lệ phí thi sẽ là 50 bảng cho mỗi lần đăng ký thi và cũng như là thi lại. Trong trường hợp nếu mà bạn đỗ thì bạn sẽ được nhận một giấy chứng chỉ là bạn đã vượt qua bài thi và nó sẽ không có thời hạn. Nhưng trong trường hợp nếu mà bạn trượt bài thi này thì bạn sẽ phải đăng ký, đợi ít nhất 7 ngày để đăng ký thi lại. Vì thế nên hãy cố gắng vượt qua bài thi này từ lần đầu tiên nhé. Thì để đăng ký thi thì bạn sẽ phải lên bạn sẽ phải đăng ký online trước ít nhất là 3 ngày. Có hiện tại thì tại UK sẽ có 30 trung tâm thi, vì thế nên bạn có thể tự chọn địa điểm thi của mình. Biết thêm chi tiết thì hãy truy cập cái đường link mà mình sẽ để ở bên dưới này nhé. Bạn cũng sẽ cần địa chỉ email và một cái giấy tờ chứng minh ID của mình. Để chứng minh ID của mình thì bạn có thể sử dụng hộ chiếu hoặc là thẻ cư trú hoặc là giấy phép cư trú hoặc là một giấy tờ du lịch hợp pháp, hợp lệ kèm theo ảnh của bạn. Khi đăng ký thi bạn sẽ phải cung cấp thông tin về ngày tháng năm sinh cũng như là postcode hiện tại của bạn ở UK nếu bạn có, bởi vì trong trường hợp nội bộ vụ họ cũng có thể hỏi bạn về mục đích thi thì bạn sẽ có một câu trả lời sẵn sàng cho họ. Cũng như mình nói đấy, thì bài kiểm tra này nó sẽ rất là quan trọng và bắt buộc cho từ mùng 2 tháng 4 2007 cho tất cả những ai muốn định cư hoặc là nghỉ phép vô thời hạn. Muốn làm công dân Anh hoặc là nghỉ phép vô thời hạn ở lại Vương quốc Anh, thì cái bài kiểm tra nó sẽ kiểm tra kiến thức của người thi về lịch sử, chính phủ và xã hội của con người Anh. Vì thế nên là đây sẽ không phải là một bài kiểm tra quá khó, nhưng mà đòi hỏi một cái sự chuẩn bị cẩn thận và kỹ lưỡng. Vì thế nên chị Naomi đã nghiên cứu và đưa ra 4 bước thực hiện để có một sự chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra Life in the UK. Bước thứ nhất mà bạn cần làm đó chính là đọc kỹ quyển hướng dẫn. Thì quyển hướng dẫn này nó sẽ có tên là The Life in the UK Guide for New Residents, được phát hành bởi Home Office. Quyển cẩm nang này nó sẽ bao gồm một loạt các chủ đề và hướng dẫn học tập chính thức cho những người làm bài kiểm tra. Vì thế nên điều cần thiết là bạn phải đọc kỹ và cố gắng hết sức để ghi nhớ. Cuốn sách sẽ gồm 5 chương và 5 chương này nó sẽ bao gồm những chủ đề như là các giá trị và nguyên tắc của Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là gì, lịch sử lâu dài, lồng lẫy của Vương quốc Anh, đến thời điểm hiện tại của nước Anh đã sao, cùng với cả truyền thống, phong tục tập quán, các môn thể thao, nghệ thuật, giải trí. Và tất nhiên là vẫn sẽ là có một chủ đề về chính phủ Anh, luật pháp và vai trò của bạn ở bên Anh. Thì các câu hỏi sẽ được dựa trên toàn bộ vào cuốn sách này, bao gồm phần giới thiệu này. Vì thế nên là hãy đảm bảo bạn sẽ nghiên cứu toàn bộ cuốn sách. Bước thứ hai
bạn nên làm đó chính là làm thử bài kiểm tra theo từng chương. Thì mỗi chương bạn đọc, ở cuối chương nó sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ để bạn có thể kiểm tra kiến thức của mình. Hãy đọc với ghi nhớ càng nhiều càng tốt, sau đó kiểm tra kiến thức của bạn theo cách tốt nhất bạn có thể bằng cách trả lời một bài kiểm tra trên chương. Bước thứ ba mà bạn nên làm đó chính là thực hành làm các bài kiểm tra thử trên web. Thì trên trang web thelifeinuk.co.uk thì sẽ có nhiều bài test miễn phí cho bạn có thể kiểm tra kiến thức của mình. Họ được thiết kế theo định dạng của thử nghiệm thực tế, cũng như là 45 phút cho 24 câu hỏi, nên là bạn có thể kiểm tra kiến thức của mình. Trong trường hợp bạn kiểm tra trong khi bạn kiểm tra kiến thức của mình thì có thể bạn sẽ trả lời một câu hỏi nào đó sai, thì hệ thống sẽ cho bạn biết câu trả lời đúng. Do đó bạn có thể ghi nhớ và rút kinh nghiệm cho lần sau để có thể trả lời đúng những câu hỏi trong tương lai. Bước thứ tư mình nên làm đó chính là thực hành. Hãy làm bài test thật nhiều lần, có ít nhất 50 bài kiểm tra thực hành trên trang web thelifeinuk.co.uk. Vì thế nên bạn có thể thực hiện các bài kiểm tra này nhiều lần như bạn muốn để có thể giúp bạn ghi nhớ thêm và cũng như là cải thiện hiệu suất của mình.